Mặc dù đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động thu phí tự động không dừng, gọi tắt là ETC, nhưng mà đến nay, dịch vụ này vẫn còn những nút thắt. Tại tỉnh Long An, trở ngại lớn nhất hiện nay chính là tỷ lệ phương tiện dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản ETC chỉ đạt khoảng 30%. Và con số này thấp hơn so với kỳ vọng đã đặt ra. Phản ánh của các phóng viên thời sự, mời quý vị cùng theo dõi. Đây chỉ là phương tiện thứ hai trong ngày được công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC dán thẻ thu phí tự động tại trạm BOT Bến Lức. Dù đã biết đến những tiện ích mà thẻ thu phí tự động mang lại, nhưng do nhiều lý do khác nhau mà chủ phương tiện này mới bắt đầu đăng ký dịch vụ này. Tôi biết trên đài truyền hình rồi cũng có giới thiệu rồi. Thì nay mới rảnh đi làm thì dán số thu phí tự động này cho nó tiện lợi hơn. Đỡ qua trạm, đỡ bị kẹt xe. Nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ thu phí ETC tại hai trạm BOT đường tỉnh 830 Bến Lức và Đức Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC luôn có lực lượng hỗ trợ 24/24 để dán thẻ miễn phí cho những khách hàng lần đầu. Các chủ phương tiện cần có giấy tờ tùy thân hoặc giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe để đăng ký dịch vụ này. Nó thấp vì có một số lý do là nhiều phương tiện dán thẻ nhưng chưa sử dụng, chưa nạp tiền, và một số phương tiện chỉ di chuyển trong thành phố, không đi qua trạm thu phí. Bên cạnh các lý do khách quan thì thực tế vẫn còn nhiều lái xe phản ánh trong quá trình di chuyển, dù xe đã được dán thẻ đúng vị trí, di chuyển qua các trạm bằng ETC bình thường nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp lỗi không nhận thẻ tại một số trạm BOT khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ dán thẻ thu phí tự động chưa cao. Là những trường hợp mà xe đi qua trạm không quét được thì nó có hai lý do. Một là có thể tốc độ của tài xế khi qua trạm. Thứ hai là thẻ đã lâu quá không qua trạm được thì cần phải thay hoặc là cần phải kiểm tra lại. Sau khi mà xe qua trạm mà laser không đọc được thì nhân viên trạm sẽ hỗ trợ bằng cái thiết bị đọc bằng tay để kiểm tra cái số xe. Nếu mà thẻ đọc được bằng thiết bị thì hỗ trợ cho tài xế qua. Nếu không được thì sẽ tiến hành mua vé lượt, mua bằng vé tiền mặt. Tuy nhiên cái việc lỗi thẻ đó là do cái yếu tố dán thẻ hoặc là thẻ có thể bị dán phim cách nhiệt, do đó không đọc được. Thì cái hướng sắp tới là sẽ phối hợp với VTC để khắc phục tối đa cái việc đó. Nhiều chuyên gia cho rằng những ưu điểm của dịch vụ thu phí ETC đã được khẳng định tính ưu việt. Rõ ràng nhất chính là giúp giảm ùn tắc và tạo tính minh bạch trong thu phí. Do đó, để nâng cao được tỷ lệ dán thẻ thu phí tự động, thì vấn đề còn lại chính là sự hợp tác, chia sẻ của người dân.